quen nhau là 8 năm á, mà cưới về 1 tháng là ly thân. Đúng rồi, em vừa có bầu luôn. Xong đó là cách đây một thời gian em có cắt tóc á, em cạo tóc luôn. Nói chung là em cũng muốn buông bỏ một cái gì đó. Tóc em trước giờ bao nhiêu năm trời nó toàn tóc dài hết trơn á. Lâu chưa em? Dạ mới nửa tháng thôi. Dạ. Em đã buông bỏ được tất cả những gì thuộc về đằng sau chưa? Chưa. Chưa. Đúng không? Nói chung em khi em cắt tóc là em nguyện với bản thân là em muốn thì bây giờ em mới cách đây nửa tháng em mới nguyện xuống tóc để cho mong rằng cuộc đời anh sẽ có sự thay đổi. Đúng rồi. Để bước sang một trang mới tốt hơn. Nửa tháng em mới quyết định là buông bỏ tất cả đúng không? Thật ra đó, tóc tai cũng quan trọng đôi, với gương mặt của em ấy rất là xinh. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi ạ. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả với rồi bạn gái bên cạnh. Em tên là Nguyễn Văn Ngọc. Em năm nay 36 tuổi. Em tới từ Đắk Lắk. Ngọc làm gì ở Đắk Lắk? Dạ ở Đắk Lắk thì nhà em làm nông. Làm nông? Dạ. Là mình trồng gì nè Ngọc? Dạ trồng cà phê, trồng tiêu. Ừ, nhiều không? Ở nhà em thì cũng được ít ít thôi anh. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào anh chị Ngọc Lan. Chào MC Quyền Linh. Chào bạn nam bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nga. Quê gốc thì ở Huế mà nhà thì ở Đắk Lắk và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ủa Nga là gì Nga? Nguyễn Thị Nga. Nguyễn Thị Nga cũng ở Đắk Lắk luôn hả? Dạ. Hỏi coi có gần nhau không? Em ở Đắk Lắk, em ở chỗ nào em? Em ở huyện Rông Năng anh. Ồ vậy cũng gần nhau á. Anh ở Cư Mờ Nga. Vậy hả? Dạ. Trời ơi vậy là thuận lợi quá rồi. Em ở xã gì em? Xã Ea Tó. À Ea Tó anh cũng biết luôn nữa chứ. Thôi trời ơi. Quá hợp lý. Ea Tó mà em anh không biết bé Nga gì hết á, tức ghê. Không biết nhưng mà đi lâu quá rồi. Rồi bây giờ Ngọc nói chút xíu về ưu điểm của mình cho Nga biết đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết lắng nghe những cái tâm sự của người khác. Rồi em có khuyết điểm gì không Ngọc? Khuyết điểm của em là em cũng lâu lâu có uống một xíu rượu với lại là có hút thuốc. Em uống nhiều cũng sao đó. Rồi em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nóng tính thì không có làm hại gì vậy, là em bực mình thì em sẽ có thể em nói hay là chứ không có động tay chân. Dạ. Thôi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Em có ưu điểm là hay cũng biết quan tâm người khác, biết tự lập, biết nấu ăn, còn có thể hát được. Hát được hả? Dạ. Rồi một chút sẽ trổ tài. Còn khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm của em là mỗi lần mà công việc có sự chết thì em hay bị nóng tính. Rồi bên kia cũng nóng luôn. Hai người này giống nhau ghê ta. Cái gì cũng có giống nhau chừng á. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Ngọc? Ngày xưa thì em lấy vợ sớm. Em đã trải qua một lần vợ là em có hai đứa nhỏ rồi. Lớn chưa Ngọc? Dạ đã là lấy vợ sớm thì con em giờ lớn rồi, con em đứa đầu bây giờ là lớp 11 rồi. Trai hay gái? Năm nay lên lớp 11 con gái. Rồi đứa thứ hai? Đứa thứ hai thì năm nay lớp 7. Dạ con gái luôn. Hai đứa gái luôn. Dạ. Vậy giống anh rồi. Hai đứa gái bây giờ ở với ai Ngọc? Dạ có một thời gian giai đoạn đầu thì có ở với em, nhưng mà rồi cái chỗ đó nó học là nó cô giáo lúc nói chuyện nhiều khi nó không hiểu á. Nó học không được phải chuyển ra ngoài nhà lại cho nó học. Thì bây giờ nó ở với mẹ đó. Ở với mẹ. Dạ. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ nếu mà nói mà chia tay thì tụi em chia tay từ 2017 á, không ở với nhau á, nhưng mà tới năm vừa rồi đây tụi em mới hoàn thành được giấy ly hôn. Dạ. Ở với bà xã được bao nhiêu năm Ngọc? Dạ em ở được 10 năm. Tròn 10 năm. Tại sao lại đi đến sự đổ vỡ đó? Lúc đầu thì cũng giống như bao gia đình khác thôi, rất là êm ấm, rồi cũng đi đâu cũng chở nhau rồi đi này kia. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó thì cái tiếng nói chung nó lại ít đi. Lúc đó lo làm ăn nhiều quá. Cái thời điểm đó là nhà em có bán quán. Rồi thì em thì ở nhà chiều chiều đi làm về thì ở nhà tắm rửa chăm sóc cho con, nấu cơm con ăn, còn vợ thì ở dưới quán á. Thì thời gian dần thì nó cứ như vậy miết đó, là cái vợ chồng nó cái tình cảm nó cũng nhạt dần đi. Đó cũng là một lý do để sau này hai bạn có đến với nhau đó thì chúng ta phải dành thời gian quan tâm chăm sóc với nhau nha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời nhà gái. Nhà gái thì sao nào, tình duyên của mình có
suôn sẻ không hay trắc trở nhiều không cưng? Dạ, tình duyên của em thì cũng khá lận đận á. Em quen chồng em là mối tình đầu luôn. Hồi quen còn đi học là tổng yêu nhau là quen nhau là 8 năm á, mà cưới về 1 tháng là ly thân. Đúng rồi, em vừa có bầu luôn. Xong rồi em về ở với gia đình chồng, còn chồng em ở Sài Gòn đi làm. Xong rồi em sinh con đến 1 tuổi. 1 tuổi thì mới lên ở lại. Ở lại thì lúc đó anh cũng có người khác ngoại tình á. Trời ơi. Xong rồi sống thêm được 1 tháng nữa. Cái đau khổ quá, cái về ly hôn. Giờ con ở với ai em? Dạ con ở với em. Con em mấy tuổi rồi? Dạ con em năm nay 10 tuổi. Ly hôn xong rồi con em 1 tuổi á. Ly hôn hồi 1 tuổi. Tuổi cho em bồng con lên Bình Dương làm. Làm sao mà em có thể vừa chăm em bé 1 tuổi và vừa đi làm được? Em gửi hả? Dạ em gửi, nói chung thời gian nó vất vả với em lắm. Hồi đó lên mới đi làm thì lương cũng thấp á. Mà công việc của em thì phải gửi đến 8-9 giờ đêm. Gửi tăng ca cho nên là cũng khá vất vả. Trời ơi. Bây giờ thì cuộc sống em đỡ chưa? Dạ đến bây giờ thì mới gọi là ổn thôi. Là cũng có ổn. Nhà chưa cưng? Dạ cũng chưa. Nhưng mà cuộc sống giờ nó đỡ hơn. Rồi bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào nè, nói cho chị Lan nghe. Em muốn cái người là cũng đồng hoàn cảnh với em, để dễ thấu hiểu, dễ thông cảm cho nhau. Có đồng hoàn cảnh rồi đó. Dạ. Rồi người đó phải biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn, để nhiều khi phụ giúp người đàn ông đó. Em muốn là không cần phải đẹp gì hết, nhưng mà nhìn có thiện cảm, để chị Lan qua sống hòa đồng, quan tâm người khác. Ở đây thiện cảm lắm, ở đây coi coi có thiện cảm không. Rồi chào nhà trai. Chào gái. Nhà trai thì rất là dễ thương nha nhà gái ơi. Nhà gái cũng xinh đẹp nha. Tôi thấy nhà gái cũng ấn tượng lắm á. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ nhà gái. Em không thích đàn ông gia trưởng. Hay ghen tuông mù quáng. Rồi vô tâm. Những cái đó mình có dính cái nào không? Dạ không, em không bao giờ biết gia trưởng là gì luôn. Đặc biệt là không có gái cứu nữa. Một gái cứu không? Nếu mà em mà có gái gú thì quá bản lĩnh rồi. Nếu mà bản lĩnh vậy đâu có lên chương trình này chi nữa. Đúng rồi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào nè, em trai? Em chỉ cần là một người phụ nữ hiền. Nói chung là biết nấu ăn là được. Biết chăm chút cho bản thân xíu, cho đừng có vì những người thân xung quanh quá rồi để cho mình có luôn. Người ta làm ngành làm đẹp mà, cho nên người ta biết chăm chút bên ngoài. Bây giờ thì mình đi với em gái. Dạ em đi với anh chị họ của em, với bạn anh của chị em. Họ. Rồi mời đại diện nhà gái phát biểu cái này nào. Chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào khán giả đây luôn. Thì hôm nay theo anh nghĩ thì hai em đều có một cái gia đình, đã từng có gia đình rồi, thì đã từng quá hiểu rồi. Thì theo như anh nghĩ thì em cố gắng sắp xếp, và bạn này cũng cố gắng sắp xếp cho nhau thôi. Chứ theo anh thì còn biết nói gì hơn. Nhưng mà hai bạn đó nãy giờ nói chuyện nhau em thấy hợp không? Thì theo em nghĩ hợp nên cho nhau. Rồi cảm ơn em. Rồi nhà trai mình đi với ai? Dạ, em đi với anh trai anh em. Chào MC Nguyễn Linh và MC Ngọc Lan. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay. Là hồi xưa là anh em cũng làm chung nhau đồng nghiệp, cũng làm chung nhau nhiều năm rồi, cho nên gọi anh em chứ nếu gì nó gọi tôi bằng ba nữa. Ấy đi sáu mấy tuổi, nó ba mấy tuổi. Thì theo nãy giờ quan điểm nhìn thì thấy em gái bên đây cũng cùng hoàn cảnh giống như em trai. Thì thấy em gái cũng xinh xắn dễ thương, mà nói chuyện thì cũng nhỏ nhẹ. Thì anh thấy là hai đứa nên cho nhau cơ hội được cái gì. Nếu mà mình chưa hiểu nhau thì mình về mình cùng nhau sửa để tiến thêm xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mở rào cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Rồi, mời chàng trai. Anh chào em. Dạ, chào anh. Hoa, tặng hoa. Trời ơi, trời quên luôn. Thấy em xinh quá, anh quên luôn á. Anh tặng em. Rồi. Em cũng có món quà tặng cho anh. Thấy xinh quá đứng hình luôn hả? Rồi, anh cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Dạ, thấy. Mập quá không hay là? Cũng hơi mập thôi nhưng hơi mà cũng được. Mập đụng chạm nhiều người lắm á nha. Cũng hai đứa mình đều giống nhau. Đều đã một lần đổ vỡ rồi. Dạ. Thì bây giờ nói chung mình cũng không phải còn nhỏ hay là còn thanh niên để tìm hiểu nhau mà kén chọn hay này kia nữa. Anh bây giờ chỉ cần muốn có một người vợ. Không phải là tất cả phải bắt buộc họ phải biết chăm lo gia đình. Tại mình cũng có chăm lo trong đó nữa. Dạ. Mà chắc chắn phải ở chung, tại vì anh là con trai một. Sau này thì chắc chắn phải ở chung. Là phải biết thương ba mẹ chồng cũng như ba mẹ nội ngoại đó. Phải đều tròn chữ hiếu hết.
Nói chung là anh chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, chứ cũng không cần gì cao xa hơn hết. Còn em cũng cần một người đàn ông thì cũng biết yêu thương gia đình, quan tâm gia đình vậy đó. Nói chung cuộc sống của em trước giờ á, nó cũng xảy ra nhiều biến cố, không có được may mắn á. Cho nên là vừa rồi em có thay đổi bản thân một chút, cho nên là em muốn anh nhìn thấy điều đó. Đó là cách đây một thời gian em có cắt tóc á, em cạo tóc luôn. Nói chung là em cũng muốn buông bỏ một cái gì đó. Tóc em trước giờ bao nhiêu năm trời nó toàn tóc dài hết trơn á. Lâu chưa em? Dạ mới nửa tháng thôi. Mới nửa tháng đây? Dạ, hiện tại em đang đổi tóc giả. À, anh nhìn thì anh cũng có vẻ dạ, giống như anh đoán được là nó là tóc giả đấy. Dạ, tại hiện tại của em thì em không có tóc. Trước là em cắt tóc vậy em không có đổi tóc, hôm nay em lên chương trình em mới đổi á. Tại vì em muốn... Anh hỏi em thiệt nha. Dạ. Em đã buông bỏ được tất cả những gì thuộc về đằng sau chưa? 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 Đúng không? Nói chung em khi em cắt tóc là em nguyện với bản thân là em muốn... Thì bây giờ em mới cắt đây nửa tháng em mới... Em nguyện là... xuống tóc để cho mong rằng cuộc đời anh sẽ có sự thay đổi. Đúng rồi. Để bước sang một trang mới tốt hơn. Nửa tháng em mới quyết định là buông bỏ tất cả đúng không? Thật ra đó, tóc tai cũng quan trọng đôi. Với gương mặt của em ấy rất là xinh. Có tóc hay không tóc, tóc dài, tóc ngắn, mặt em vẫn xinh. Dạ, cảm ơn Quỳnh Linh. Em cũng muốn anh có thể nhìn vào hết những lúc em xấu nhất. Thì anh, những lúc em đau khổ nhất thì anh vẫn chấp nhận được. Thì em mới... Em có thể cho anh ấy nhìn thấy bộ tóc thật của em không? Không, anh nói này, bây giờ nếu mà anh đã quen em thì cho dù những lúc em xấu nhất anh vẫn cứ chấp nhận. Nhưng anh không muốn để em bỏ cái tóc đó xuống ngay lúc này. Tại vì tà xíu nữa anh sẽ ra ngoài anh sẽ nhìn rồi mặt em thì em muốn giữ cái gì đẹp nhất đúng của rồi, cô ấy đúng rồi, trước mắt mọi người. Anh không có muốn để mọi người có thể nhìn. Bây giờ Ngọc đứng lên nào, Nga cũng đứng lên. Hai ta hãy đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ đây là giây phút mà chúng ta cảm nhận nhau gần nhất, nói với nhau những lời chân thành nhất. Anh thì nói thiệt là thấy khuôn mặt em buồn. Em có cười chăng nữa rồi nhìn nó cũng có trang điểm rồi, có mắt cúp này kia cũng thấy rất là buồn. Dạ. Có tâm sự, anh mong rằng kể cả là mình có tới được với nhau hay không thì những cái gì đã qua mình đã buông bỏ. Nếu kéo cũng không có được cái gì nữa hết. Cái gì qua là buông bỏ hết. Ra em cũng không muốn níu kéo gì hết. Vậy tại vì tất cả chỉ là đau khổ thôi. Anh muốn anh là cái người mà đàn ông mà về tiền bạc, tiền tài thì anh không dám nói. Nhưng mà về những cái mà cho em vui vẻ, cho em cuộc sống gọi như là không phải suy nghĩ về áp lực về cái chuyện đàn ông này kia này nọ, thì anh sẽ là cái người anh làm được điều đó. Để đưa ra quyết định chính xác bằng cả trái tim của mình. Nếu cảm giác đây là một nửa mảnh ghép mà chúng ta sẽ cùng ghép với nhau sau bao nhiêu bôn ba, bao nhiêu những cái tổn thương trong cuộc sống này, thì bây giờ nếu cần có nhau, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như đây không phải, không cần có nhau, đừng bấm nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, hai mảnh ghép đã hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ xua đi tất cả những tổn thương mà chúng ta đã từng có. Hy vọng rằng Ngọc sẽ là bờ vai vững chãi để Nga có thể dựa vào. Hy vọng rằng Ngọc sẽ làm cho nụ cười của Nga tươi hơn nữa. Hả Ngọc ha? Để đánh dấu cái hẹn hò này. Em hôn hôn tay được. Trời ơi trời. Mạnh dạn lên nào. Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng sữa Đà Lạt Milk, di sản từ cao nguyên đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi thứ hai. Con gái hay sao anh? Kìa, bạn lúc gái nào con gái hay sao? Không, cứ như là mỗi lần đi nhậu á, về nó hơi mệt nên người nên ngáy nhiều quá. Chỉ có nhậu là nhìn ngáy thôi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Bình thường lúc nào cũng ngáy, nhưng mà nhậu thì ngáy nó có cưa. Rồi còn em gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ. Còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi, trời ơi sao mà chậm vậy? Là em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều. Ăn nhậu nhiều bởi vậy ra ngáy nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngáy thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không?
Bụng hơi bự vậy ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. À, dạ ưu điểm của em á thì mọi người hay nhận xét em á là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em á là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ á em không làm được. À. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Ừ. Ừ, dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Dạ, do là thứ nhất là cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không cứ quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100m đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kỳ vậy? Dạ, cái đó là em cũng không biết. Nhưng mà sau này em phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100m người ta như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Không vì cách nhau có 100m từ chim bay mà 3 năm gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Đó là tính mối tình dễ diễn ra lắm. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Bởi vậy bây giờ mình phải làm nhân vật chính nha cưng. Mình không có làm nhân vật kiếm thêm của người ta nha cưng. Quyết chí bạn trai bên đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm, đó là vào thời sinh viên chị. Và chia tay là do em cũng có tính hay quên, hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Ồ. Dạ quên có 1 lần hả? Dạ quên nhiều lần anh, nhiều lần. Trời ơi. Nhưng mà gộp lại là cái đó là bậy rồi. Em quên có thương lần người ta không? Tha thứ được quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lưu bu của việc làm đồ án thì. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của bắp chị ơi. Cùi bắp. Rồi thôi xong. Không có cùi gì hết trơn á. Đừng có đổ thừa cho cùi bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100m mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được 1 lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm? Lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có 1 lần à? Không, mà nhiều cái quên, ví dụ hẹn quên. Hẹn quên nữa trời ơi, không được rồi. Rồi thôi xong. Cái này chắc chắn ngọn này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ nếu mà bữa nay có bạn gái là phải quan tâm chăm sóc người ta nhiều hơn nha. Dạ đúng rồi chị ơi, chứ không phải ế với giấc giờ. Bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Không có hẹn lỡ hẹn nữa nha. Không có kiếm thêm nữa nha. Giờ không còn tuổi kiếm thêm nữa đâu. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ về bề ngoài thì cao 1m65. Thân hình ok là được, còn em là người rất là mê trai đẹp nhưng càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ anh Hứa Vĩ Văn. Cỡ Hứa Vĩ Văn mới chịu hả? Hứa dạ, tại vì em mới chưa đẹp. Còn đây về chắc chưa hứa được đâu. Rồi gì nữa? Về tính tình đó thì em đặc biệt ghét người gia trưởng. Gia trưởng là em không thích. Và người gọn gàng sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi mà. Miền Trung cũng có gia trưởng đó. Dạ cũng có ít đó anh. Miền Trung, miền như Bắc như... là khu vực gia trưởng hơi nhiều. Dạ anh có gia trưởng không ạ? Không em. Dạ. Anh không vậy thì được. Rồi. Anh hẹn anh còn quên mà gia trưởng gì nói gia trưởng. Thôi nói chung lại bên đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo. Sạch sẽ, chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Em ghét điều gì với người bạn trai? Chuyện ăn nhậu em có chịu không? Dạ nhậu thì ví dụ như nhậu để giao tiếp thì được. Chứ nhậu mà đàn đúng bạn bè thường xuyên thì em không thích. Ừ. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Được không? Hứa đi kìa. Bỏ nhậu em? Do... Không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể. Tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều. Mà có thể là giảm được. Có thể giảm được. Dạ. Phải tự tin, phải tin hứa rồi lên cho người ta có niềm tin. Rồi phải dành cái thời gian cái gì nhậu đó, nhậu quá bởi vì mới lú lẫn, mới hay quên đó. Rồi mới hứa quên. Hứa cái gì hứa? Người ta vậy hay quên mà hứa gì?
Hứa chắc chắn không quên đâu anh ơi. Không quên. Rồi vậy Hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản là chị, cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhường dưới, và đặc biệt là có cá tính một chút là được. Tính gì? Cá tính người phụ nữ ấy. À, phải có cá tính ha. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái em kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, không có cá tính. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ, em không thích đó là nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Em chắc tôi với Hứa. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Dạ. Sau này vợ con nữa. Dạ. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba nhà, gia đình nhà cũng hối dữ lắm rồi chị. Và lại là ba cũng già rồi. Ba là đang ở đâu? Dạ, ở Quảng Ngãi, ở quê chị. Ngãi ở quê, nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Dạ, chắc tương lai gần nữa thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết ha, già dạ, chưa biết tính sao đi ha. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. À, có nghĩa trong năm nay mà vẫn lấy vợ kịp thì là ba lo. Dạ. Còn không lấy vợ kịp thì những năm sau là tự lo. Dạ. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? Có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không, ngoài mấy cái chuyện nhuộm tóc, nhuộm đồ? Dạ, về tính cách nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Thích. Chị. Dạ. Thích phụ nữ hiền hay là dữ? Phụ nữ dữ, dữ một chút chị. Dữ tại vì ở nhà là hiền, ở ngoài ra đường thì dữ một chút. Vậy thì sau này về kinh tế trong nhà ai sẽ quản lý? Chắc bạn gái quá, em thì dữ được. Vợ, bạn gái quản lý gì? Vợ. Dạ, giờ hiện tại là bạn gái. Lấy nhau về vợ quản lý, bạn gái quản lý tiền được luôn hả? Giờ quen nhau bạn gái quản lý luôn hả? Dạ, chưa chắc được chị. À, vậy phải nói vợ nha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nhớ không? Trời ơi. Lo không? Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không, mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha? Mà ở nhà hiền thôi, ngoài thì giữ chút. Cần giữ hả? Con là chào em gái. Dạ. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ em hung lắm anh. Hung lắm hả? Dạ. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương, nhưng phải cần có người hung ở ngành. Dạ. Dạ. Giữ ngành để kềm ảnh. Dạ. Ha? Cái đó chắc em làm được. Làm được không? Dạ. Theo em làm gì để chúng ta giữ được chồng mình? Cái đó phải tùy người đó. Nhưng mà theo em đó, có người chồng thì em làm sao để em giữ chồng? Cái đó phải tùy người đó anh, em mới giữ được chứ. Em không mới biết có một cái nguyên tắc chung nào đó. Dạ em chưa nghĩ ra. Ồ, đây nè, các cô gái phải chú ý nè, giữ chồng, ta chăm sóc chồng, ta quan tâm chồng, và chúng ta hơi nhõng nhẽo với chồng chút xíu mới giữ chồng được. Chứ vợ mà cứ lúc nào cũng căng thẳng mà hung hoài đó, không có nhõng nhẽo là cũng dễ. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Giữ hả? Không giữ nổi rồi nha. Giữ nổi. Rồi ok. Dạ. Được á. Hôm nay mình đi với ai? Khảo sát gia đình đi. Dạ hôm được nay mà. Em đi với lại thím với lại vợ chồng của anh hai. Thím và vợ chồng của anh hai. Dạ. Rồi cho chị gặp gia đình của em. Thím phải không? Dạ thím. Dạ chào thím, nói đi chị. Alo. Không cần thấy không đâu. Không có cần mở chị ơi, ta mở trên ta trên mở rồi. Mở sẵn rồi, nói thôi. Alo. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. À. Dạ. Chào bạn Nam. Dạ chào. Chào thím. Thiên là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Thì cái tính của bé Hạ là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Thì liệu là cái bạn trai này có những cái mà khi mà trao đổi hoặc là công việc nữa, hay là những cái quan điểm trong cuộc sống rồi đó mà hai người trái ngược nhau, thì có cách gì để mà thuyết phục được bé Hà hay không, liền hay không, hoặc là sau này thời gian thì tìm cách thuyết phục dần dần? Dạ thưa thím, là có thể là em sẽ tìm mọi con sẽ tìm mọi cách để mà thuyết phục em,
Nhưng mà cái tốt nhất đó là mình nên chủ động giảm nhiệt độ tốt hơn, không có tranh